Gà trống cất tiếng gáy vang, bóng lửa xóm làng nô nức đón xuân. Mấy chú gà chọi chân bừng, hòa hiệp cùng tiếng cùng cùng trống lên. Khi gà móng đỏ chớ rồng, gọi nhà hay được tấm ưng tán anh. Vì gà mái đẻ nhanh nhanh, để kịp năm mốt dỡ thở thành gà con. Trẻ con như được măng non, học hành cho giỏi chống ngoan mỗi ngày. Đầu xuân dân lễ già cây, chúc nhau năm mới phát tài ấm no. Cả trong xóm gánh o o o, chúc nhau năm mới khỏi lo đói nghèo. Tiếp về già gánh ốc eo, bình an hạnh phúc hết nghèo hết lo. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Và cháu xin chúc mừng năm mới quý vị. Chương trình Ngọc Trâm Tim lúc nào cũng vui vẻ nè, vui vẻ và lúc nào cũng mạnh khỏe và bình an. Dạ dễ thương quá à. Hai con gà con, gà mẹ, gà gà, gà đá bốn chân. xin mời các con gà. Thưa quý vị, khi chúng ta đón năm mới chắc chắn chúng ta cũng có một vài giây phút lúc đón giao thừa thì ôn lại những diễn tiến của đời mình trong năm vừa qua. Và rồi thì sau cái diễn tiến ôn lại đó, mình sẽ ao ước những gì mình chưa thực hiện được trong năm cũ mình cũng sẽ thực hiện được trong năm mới. Trong năm vừa qua, Ngọc Trong Tim có rất nhiều những diễn biến xảy ra cho Ngọc Trong Tim. Thưa quý vị, khi nói đến biến cố mà dân miền Trung phải gánh chịu thì gồm có thiên tai, bão lụt và đồng thời có những cái tai nạn do chính con người gây ra. Formosa là một cái tai nạn do con người gây ra và vỡ các đập nước cũng là do con người. Bây giờ chúng ta không có bàn đến trong năm mới nói là ai gây ra, tác nhân nào gây ra những cái tai nạn đó, nhưng chúng ta trong năm mới chỉ nghĩ đến nạn nhân của những cái tác hại đó. Và khi nghĩ đến họ thì Ngọc Trong Tim luôn luôn tri ân các ân nhân đã cùng hợp tác với Ngọc Trong Tim, cùng là người bạn đồng hành với Ngọc Trong Tim trong việc giúp đỡ Ngọc Trong Tim tổ chức những buổi gây quỹ. Qua năm mới thì Phương Dung cũng xin nhắc các bạn khuyết tật là bởi vì những người khuyết tật chúng ta không có những cái phương tiện đi lại hỗ trợ, cho nên là chúng ta ra đường phải cẩn thận. Vì vừa rồi là có Huỳnh Thanh Thảo là cô ba Củ Chi đã bị tai nạn và cũng rất là may mắn là đã vượt qua, nhưng mà hiện tại thì cũng đang còn rất là nhiều khó khăn. Cho nên là các bạn khuyết tật cẩn thận nha. Gà trống xin đại diện cho gia đình em Huỳnh Thanh Thảo, cô ba, tại vì cô ở tại Củ Chi mà cô mở thư viện dành cho các em nghèo ở trong xóm làng. Và Huỳnh Thanh Thảo đã tan bớt mốt bầm ở trên đầu, nhưng mà vẫn còn gãy tay và gãy chân. Thay mặt cho Huỳnh Thanh Thảo, cảm ơn một số ân nhân đã giúp đỡ Huỳnh Thanh Thảo, đã gửi những món quà cho đến trực tiếp cho Huỳnh Thanh Thảo và gửi qua cho Ngọc Trong Tim. Xin chào tất cả các cô chú, các anh chị, các bạn. Lời đầu tiên thì cho phép Thanh Thảo xin được gửi lời chào cũng như là chúc thì năm mới, thì cho phép Thanh Thảo được gửi lời chúc sức khỏe, một năm mới nhiều niềm vui để cho được hưởng đến tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ thì Thanh Thảo đang về Củ Chi để mà tĩnh dưỡng cũng như là đón Tết cùng với lại gia đình. Sức khỏe thì ngay thời điểm này thì tạm ổn về cái đầu, còn về cái cánh tay trái thì chắc là qua Tết, khi mà ăn Tết xong thì sẽ phải lên Sài Gòn để phẫu thuật mổ để cắt lại cái xương, thì không biết là sau phẫu thuật rồi sẽ như thế nào, mọi thứ có diễn ra như mình mong muốn hay không, nhưng mà cũng hy vọng là trời thương, mọi người thương thì cũng sẽ đồng hành cũng như là nguyện cầu cho Thảo có thể là vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này và cái ca phẫu thuật sẽ thành công như là ước mong của Thảo. Thông qua cái Facebook thì chắc là cho
Phép Tâm Thảo được gửi lời cảm ơn chân thành nhất trong suốt cái giai đoạn, cái thời gian mà Tâm Thảo bị tai nạn. Thật ra là nhớ hoài cái ngày hôm đó, ngày 23 tháng 12. Chắc nó sẽ theo Tâm Thảo suốt cái quãng thời gian còn lại. Khi mà bị tai nạn rồi thì cũng may mắn là mình còn có thể ở đây và còn có thể được gửi lời cảm ơn đến mọi người. Đầu tiên thì chắc có thể là cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị đã đến để mà động viên, giúp đỡ Thanh Thảo trong thời gian qua. Đặc biệt là xin cảm ơn anh Thành Lễ, nhóm Ngọc Công Tiên cũng như tất cả quý khán thính giả của Ngọc Công Tiên đã thương mến, yêu thương Thanh Thảo mà gửi những cái lời động viên cũng như là những cái món quà, những cái món quà ở đây. Ngoài cái việc nó mang về giá trị vật chất thì nó còn mang gói ghém ở trong đó là cả những cái tinh thần yêu thương của tất cả mọi người. Một lần nữa thì cho phép Tâm Thảo xin được gửi lời cảm ơn cũng như là những cái lời tình cảm yêu thương nhất. Chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống. Có thêm thông tin gì về sức khỏe của mình thì Tâm Thảo sẽ nhờ cháu của Thảo post lên Facebook trang cá nhân của Thảo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tạm biệt. Để chúng ta bước qua năm mới đi. Năm mới của con gà ở Đinh Dậu 2017. Gà trống bực quá rồi, muốn sung nè. Bây giờ gáy một cái để chúng ta nói chuyện năm mới nha. Đúng giờ nha. Gà gáy là cái vị làm việc đúng giờ, đúng giấc và lúc nào cũng vui vẻ. Sung thì sung như con gà trống như thế này. Rồi, bây giờ cho Thanh Hà nói năm mới mình có những gì? Năm mới thì mình cũng có được những cái tin vui để chào đón một cái năm mới mà năm sắp tới sẽ hy vọng là Ngọc Trung Tim cũng như tất cả quý vị sẽ có một năm mới sẽ có những cái thành công nhất định. Đó là năm mới thì chúng ta đã, nhóm Ngọc Trung Tim đã được tham dự một cái đám cưới của bạn Duy Thiện và bạn... Ý là năm mới có người mới trong gia đình phải không? Đó, rồi có người đã lên xe bông, Duy Thiện. Dạ, một người bạn trong nhóm Ngọc Trung Tim. Em là sáng lập ra vẽ logo cho Ngọc Trung Tim từ 2009. Chúc mừng Duy Thiện và Liên Nguyễn. Chúc mừng. Và con, gà mái, gà trống, chúc mừng. Rồi, tin gì vui nữa Hằng? Dạ, cảm ơn anh Thành Lễ. Và trong năm mới thì cuốn DVD của nhóm Ngọc Trong Tim sẽ phát hành. Thì Thanh Hằng, Thanh Hà cũng như tất cả các anh chị em của nhóm Ngọc Trong Tim rất là mong quý vị khán giả ở khắp mọi miền ủng hộ cho nhóm Ngọc Trong Tim. Gà trống nè, gà trống gửi được lì xì cho con gà con. Dạ, cảm ơn anh Thành Lễ. Con gà nha. Anh nào chung lớn nha. Dạ. Rồi, đến con gà đá. Và thưa quý vị, sau cái show này thì Phương Dung cũng như Thanh Hằng, Thanh Hà sẽ quay trở lại Việt Nam, nhưng mà cũng sẽ quay trở lại với quý vị vào mùa hè của năm 2017, để bởi vì Ngọc Trung Tim sẽ có những cái tour diễn để mà phục vụ cho quý đồng bào. Lại tái ngộ. Tái ngộ với nước Hoa Kỳ. Happy New Year. Em Minh Huy xin kính chúc quý anh nhân của Ngọc Trung Tim có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và phát tài phát lộc. Và em xin kính chúc anh Thành Lễ và các anh chị trong bo một năm mới có thật nhiều sức khỏe và có thêm nhiều live show mới để giúp đời và giúp Ngọc Trong Tim tỏa sáng hơn. Chúc mừng năm mới. Con là phải chúc cô luôn sức khỏe. Cả gia đình nhà gà chúng ta sẽ có một mùa xuân thật là yên bình, vui vẻ. Cảm ơn con. Đó. Đó là mẹ. Chào mẹ Ngọc Trong Tim. Con tên Vũ Hoài Hương. Con chúc khán giả Ngọc Trong Tim. Con ước năm mới sao? Năm mới dồi dào sức khỏe. Gặp con gặp may mắn. Xin chào tất cả quý khán giả của Trong Tim. Hiện tại Minh Thái đang ở vườn đào Nhật Tân. Hoa đào ở đây nở rất nhiều, báo hiệu một mùa xuân mới đang tới. Nhân dịp đầu năm thì Minh Thái kính chúc các quý khán giả Trong Tim mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và một mùa xuân an khang thịnh vượng.
Gà Trống cũng thay mặt cho gia đình Ngọc Trong Tim xin cảm ơn các ân nhân đã ủng hộ cho chương trình Ngọc Trong Tim, cũng như là trong các live show của Ngọc Trong Tim khắp mọi nơi. Và cũng cảm ơn các anh nhân viên đã edit phim cũng như quay phim cho chúng tôi suốt một năm rất là cực, thức ngày thức đêm. Và có gì sơ sót, mong quý vị rộng lượng tha thứ bỏ qua. Và Gà Trống cũng đang kêu gọi loa cho quý vị biết rằng gia đình chúng tôi năm nay phải nói là cần rất nhiều các con gà khỏe mạnh, những các chú gà trống, chú gà thanh niên khỏe mạnh để tham gia vô trường gia đình già của chúng tôi. Tại vì sao? Chúng tôi thiếu nhiều nhân sự để viết, làm việc trên website, Facebook cũng như trên các công việc khác của trong việc xã hội của gia đình già Ngọc Trong Tim. Và bây giờ chúng ta xin tạm ngừng phần thứ nhất để gửi quý vị một số cơ sở thương mại đã bảo trợ chương trình. Thì mời hai con gà con có những lời chúc và chúng ta kết trong phần 1. Bắt đầu nha. 1, 2, 3. Nghe về xuân mới, tài lộc tấn tới, phú quý gọi mời, hạnh phúc trọn đời, dạng người câu chúc, cháu con đông đúc, hội tụ ngày xuân, nghe về Tết đến.